Cụ bà 101 tuổi chiến thắng Covid-19, đáp chuyến bay về nhà đón Tết. Nhìn mớ hành lý lỉnh kỉnh của cụ bà 101 tuổi nhập viện đã hơn 3 tuần, các bác sĩ bệnh viện Dã chiến quận 8 số 1 nói vui rằng, cụ như vừa đáp chuyến bay về nhà. Với họ, việc cụ xuất viện như một món quà Tết vô cùng ý nghĩa. Chiều 12 tháng 1, bệnh viện Dã chiến quận 8 số 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ mừng xuất viện cho bà Diệp Lục, ngụ phường 14, quận 8 sau hơn 3 tuần nhập viện điều trị Covid-19. Phòng bệnh từng kín giường. Thời điểm đỉnh dịch giờ đây chỉ còn lại 18 bệnh nhân. Họ luôn vui mừng vẫy tay chào mỗi khi có một hàng xóm về nhà trước và tự nhủ nhanh thôi sẽ đến lượt mình. Buổi lễ giản dị diễn ra trên sân nhưng đầy áp tiếng cười. Chiếc bánh kem mừng thọ 101 tuổi, hộp quà đỏ với những dòng thư viết tay các bác sĩ dành tặng cho bà, hạnh phúc như chính người thân trong gia đình mình. Cùng nhiễm bệnh chung với mẹ, nên cô Diệp Lệ thường đã xin bệnh viện được vào chăm sóc mẹ trong thời gian điều trị. Những ngày đầu, cô thức trắng đêm để theo dõi diễn tiến sức khỏe mẹ. Cô thường kể rằng bà Lục hay đòi về nhà, khi không được về thì bà giận. Bà cứ nhớ nhà, suốt ngày kêu đi về trong khi chưa hết bệnh, xong lại nghĩ do tôi mà bà không được về, nên bà cứ hay đẩy tôi ra mỗi khi tôi lại gần. Nhiều khi buồn, rất muốn khóc, nhưng vẫn an ủi để bà an tâm chữa bệnh, cô thường tâm tình. Tự tay chỉnh lại chiếc khẩu trang cho bà Lục, bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh giám đốc bệnh viện giã chiến quận 8 số 1, chúc mừng bà đã kiên cường chiến thắng dịch bệnh. Ông cho biết sau 3 ngày tự điều trị COVID-19 tại nhà, bà Lục có triệu chứng khó thở và bỏ ăn uống nên gia đình lập tức chuyển vào viện. Sau đó bà được điều trị tích cực theo phác đồ, hỗ trợ thở oxy, nâng đỡ dinh dưỡng. Đồng thời mỗi ngày đều có nhân viên y tế đẩy bà ra sân để phơi nắng, vỗ lưng để sức khỏe bà nhanh chóng hồi phục. Điều trị cho bệnh nhân lớn tuổi cần sự chăm sóc đặc biệt cả về sức khỏe thể chất, lẫn tinh thần bệnh viện đã cung cấp chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho bà. Bệnh nhân thường sẽ được phát cơm, nhưng ở đây vẫn có nấu thêm cháo thịt để các cụ ăn uống ngon miệng hơn, bác sĩ Phong chia sẻ. Theo bác sĩ Phong, đa số bệnh nhân điều trị tại đây là người cao tuổi thuộc nhóm nguy cơ, giai đoạn trước rất nhiều người còn chưa tiêm vaccine. Nhưng hiện giờ, số bệnh nhân đang điều trị đều có tiêm nên tình trạng sức khỏe ổn định, việc điều trị cũng tốt hơn. Vào tháng trước cũng có một cụ bà 100 tuổi xuất viện, với mỗi y, bác sĩ ở đây thì việc nhìn các cô bác cao tuổi khỏe mạnh trở về chính là món quà vô cùng ý nghĩa khi mùa Tết sắp về, bác sĩ Phong nói. Nhìn qua lớp cửa kính, các cụ trong phòng điều trị người đi tới đi lui, người ngồi tại giường tập thể dục các động tác đơn giản, chắc hẳn rằng tất cả đều mong kịp về để đón một mùa Tết đoàn viên bên gia đình. Bệnh viện giã chiến quận 8 số 1 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9 tháng 8 năm 2021, với quy mô 200 giường. Bệnh viện hoạt động theo mô hình là Cơ sở 2 của bệnh viện quận 8 chuyên điều trị cho bệnh nhân mức độ nhẹ và trung bình. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.